tức là rút chữ O. 1 và 2. Rồi ok. Ít nhất là 2 phút nha. Các con nhìn nè. Nha, gọi là tuyệt chiêu luôn. Nhớ nè, không được đưa vô cổ. Đưa vào. Còn này. Và nhớ không được chia dạy, đưa vào giữa hai chân. Nha, tụt xuống cái là khi tới dưới là và là chết xuống rồi. Xong luôn. Nhớ, nhớ nha. Xuống cái nha, tụt chết em là hiểu rồi. Nhớ nha, không được đưa vào giữa hai chân nha bà con. Vì khúc dây này không được lộn. Lộn là không còn cơ hội làm lại. Nha. Ý. Rồi xong. Lưu tự do, thích, xong, nha. Mà đưa vào giữa hai lòng bàn chân của mình. Nếu mang dài là tuyệt vời, còn không mang dài cũng được. Nè, mấy con nhỏ nhỏ, mấy con chú ý nha. Nè, cái đang sống là tuyệt chiêu. Nha, Việt Nam mình là một là sông nước là một, hai là nhà công bằng. Nhớ, hai. Lúc này cái dây dính vào người của mình là dây trụ. Bà con không được nắm vào nó nha. Bà nắm dây bên ngoài. Thấy chưa? Bà con nghĩ là nếu nắm dây trong thì sao? Đi luôn, cái nắm cái bàn về thôi. Được chưa? Rồi, lúc này là lực của mình. Tại sao mình người già 70 tuổi xuống được? Tại vì mình 70 tuổi mình đu ra. Thì dây nó ma sát vào công trình. Là 70 kg nó dồn vào đó, chứ không phải dồn vào tay. Cho nên là mình sẽ xuống nè. Tay thuận của mình nè. Nắm hai tay qua phải đầu. Khi xuống là nắm chắc tay trên và bung tay dưới ra. Và tay dưới chuyển ngang càng nắm chắc. Nắm chắc tay dưới thì tay trên mở nhẹ ra và tay dưới đẩy lên. Đó, vậy đi xuống thôi. Rồi, các bạn nhìn nè. Chỉ xuôi là đứt dây là thua thôi nha. Có nhiều người hỏi tôi đó, anh ơi, giờ em đang tuột xuống đứt dây thì sao nha. Em nói là chú bắt ai nè, bà con mình nhìn nè. Rồi mình thuận tay phải mắt luôn nhìn phía trên nè, thuận tay phải thì nắm dây tay phải luôn, bên trái không vòng qua. Bà con mình nhìn nha, đu ra nè bà con, coi tôi 70 kg và tôi nắm có ba ngón tay nè, bà con thấy chưa? Wow. Cho nên không được lượng hút gió nè. Nhưng mà hỏi nè, nha, hỏi mình thoải mái rồi, nhưng mà đừng sử dụng chúng tôi nha, nắm tay tay. Rồi, thoải mái. Ai mà cứ chạy tới chạy lui la hét mình cứ bình tĩnh. Chuyển xuống ngang cao đầu xuống nè, nó cắt ở dưới. Tay trên bà con mở nhẹ ra giữ nguyên nha. Rồi, tay dưới đẩy thẳng lên nè. Thẳng lên. Hát một bài cũng được. Ha, thấy chưa? Ok không? Rồi, tiếp tục nè. Chuyển xuống và mở tay trên đẩy. Thấy không? Nhẹ nhẹ. Vì mỗi tầng lòng cách nhau mấy mét nè. 3 mét. Cái đồ anh là cao 1m7 rồi thì cần 1m3 nữa thôi, xuống khoảng 3 nhịp là tới đất rồi, nhớ nha. Rồi. Ủa bà bên trái mà con coi nè. Nhìn nha. Rất là đơn giản thôi. Hơi nắm chút xíu nha. Tay trái nè. Rồi khởi đầu. Rồi khi có cháy người ta làm thì tôi cần biết là cứ tôi chạy đến cái tủ tôi chơi vừa vừa tôi kẹt cho tách. Người ta chữ hai nó nãy bất kỳ. Lấy gì không lấy cái con vòi. Nha, nhưng mà khi cùng đường là mình sống nha. Kỹ năng sống của mình đấy. Rồi, này bà con nhìn nè. Tôi 70 kg mà tôi nắm có 3 ngón tay này, tôi không phải suy nghĩ về gì hết, thấy chưa? Nhưng mà nhớ đừng buông tay nha, nắm hai tay. Đừng có trước tôi nha. Chuyển xuống ngang càm nắm chắc ra. Mở nhẹ tay trên ra, ở tư thế cũ là giữ nguyên. Tay dưới đẩy lên nè. Thẳng tay luôn đó đẹp. Nắm lại, và tiếp tục chuyển tay. Lặp lại như hình cũ, nắm chắc. Mở nhẹ tay trên và tay dưới đẩy. Thấy chưa? Và xuống tầng dưới. Đây. Tôi hướng dẫn bà con chuyển sang lên. Nha, trường hợp mình rớt xuống cái hầm hay là muốn leo lên thì cũng dễ thôi. Không được dùng được tay mà kéo nha. Bà gọi là lực ăn gian, gọi là kỹ thuật kết hợp co gối. Bà coi nhìn nè. Nếm 1, 2, 3. Đưa hai chân vào nha. 1, 2, 3. Là mình chân mình nhảy co lên. Thì khi mình nhảy co chân thì sao? Cái dây nó dùng không? Có nha, nó dùng rất là nhiều. Thì lúc này lợi dụng nó dùng thì tay mình kéo mình dùng. Cho nên rất là nhẹ nha. Bà con mà kéo trực tiếp là kéo không nổi đâu. Rồi con nhìn nào. Đây. Rồi nhìn nè. Mình máng là mình máng vào những nơi mà nó sát tường vậy là cái độ chịu lực rất là cao. Bà con đừng chơi ở giữa nha, nó gãy luôn rồi. Rồi, con nhìn tôi lên nè. 1, 2, 3. Co chân nhẹ nhàng thôi, không cần suy nghĩ gì hết. Sát từ từ kể ra. Rồi, đứng lên từ từ. 1, 2. Thấy chưa, đứng từ nè. 1, 2, 3. Co chân và kéo lên, chuyển xuống 2. Thấy chưa, cứ thế mà lên thôi. Xuống nè. 1, thẳng tay. Nắm chắc, đẩy. 2, thẳng tay. 3. 3, 3.
Đây.